Tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thưa quý vị, trước điệp khúc lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán gây mất an toàn giao thông, cũng như bỏ rác không đúng quy định và nhiều bất cập khác chưa thể khắc phục được triệt để tại các tuyến phố trên địa bàn, hiện thành phố Biên Hòa đã và đang triển khai mô hình thí điểm 3 tuyến đường và một số khu phố kiểu mẫu xanh sạch đẹp văn minh với quyết tâm chấn chỉnh được những tồn tại bấy lâu nay. Theo đó, các tuyến đường kiểu mẫu được triển khai thực hiện gồm đường 30 tháng 4, Hưng Đạo Vương và Võ Thị Sáu. Cùng với đó là thí điểm một số khu phố kiểu mẫu thuộc các phường Quyết Thắng, Hòa Bình, Quang Vinh, Trung Dũng và Tân Phong. Các tiêu chí được thành phố đặt ra khi thực hiện 3 tuyến đường kiểu mẫu đó là phải đảm bảo vệ sinh môi trường như không xả rác, nước thải ra vỉa hè, đường phố, miệng cống. Cống rãnh được khơi thông, không để tình trạng đổ phế thải, tập kết vật liệu, xà bần không đúng nơi quy định. Không để biển hiệu to quá khổ, che khuất tầm nhìn và lấn chiếm phạm vi đất dành cho đường bộ. Duy trì treo cờ Tổ quốc vào các ngày Tết, lễ trọng đại trong năm. Phường Trung Dũng cũng đã quán triệt đến trưởng 6 khu phố trên tuyến đường 30 tháng 4 Hưng Đạo Dương. Thì để chọn tuyến đường kiểu mẫu thì các hộ dân mặt tiền đường phải thực hiện theo đúng cái chủ trương của thành phố, thành ủy chỉ đạo. Thì hộ dân mặt tiền đường thì bán không lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường, rác thì để đúng nơi quy định và an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng xe lấn vỉa hè. Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng triển khai các mô hình tuyến đường khu phố kiểu mẫu theo các tiêu chí đề ra, thì các phường bố trí lực lượng phối hợp với các ngành chức năng của thành phố kiểm tra địa bàn thường xuyên, kịp thời phát hiện có biện pháp vận động nhắc nhở khắc phục hậu quả hoặc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xả rác, nước thải không đúng quy định. Phường cũng đã triển khai được 1.400 thông báo về thực hiện tuyến đường kiểu mẫu cho các hộ mặt tiền đường, các hộ kinh doanh và toàn thể ở khu phố 1 để cho các hộ dân đồng được biết về các tiêu chí xanh sạch đẹp, văn minh rồi phân loại rác của mình. Rồi hiện nay á thì tiếp theo để thực hiện tiếp cái kế hoạch của ủy ban phường á thì bốn tổ công tác đang triển khai là đi kiểm tra cái việc phân loại rác tại nguồn. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là địa bàn thành phố là luôn luôn lúc nào cũng xanh đẹp, sạch đẹp để cho mỹ quan đô thị thành phố được nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày. Với sự quyết tâm cao từ thành phố đến phường xã và đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của người dân cùng chung tay thực hiện mô hình hiệu quả, không chỉ trên tuyến đường khu phố làm điểm sẽ tạo nên điểm sáng, cách làm hay và hiệu quả để thành phố sẽ nhân rộng mô hình trong những năm tới. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng địa phương ngày càng văn minh phát triển.